Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, hiện nay huyện Công Long có trên 200 hecta diện tích sản xuất đã áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt phun sương, không chỉ góp phần tiết kiệm lượng nước tưới cho các diện tích sản xuất nông nghiệp từ 20 đến 40%, công nghệ tưới tiên tiến còn giúp tăng năng suất cây trồng, đồng thời góp phần giảm chi phí công lao động so với phương thức tưới truyền thống. Đáng chú ý, việc bón phân qua hệ thống tưới nước nhỏ giọt còn giúp giảm từ 10 đến 30% lượng phân bón, qua đó hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình canh tác. đối với việc xây dựng vùng chuyên canh cây trồng tại huyện Cam Lông, công nghệ tưới tiết kiệm đã và đang là giải pháp hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp hàng hóa hiện nay.